Kitama màu cam sáng chói, Chom sao thiên yết, Sasori Orange ngôi sao nọc độc. Một con bọ cạp kết hợp với một chiếc xe tăng đa dụng ngoài không gian. Thức tỉnh với một màu tím thủy chung, đại diện cho Chòm sao Thiên Long, ngôi sao chỉ huy Ryu Komada. Một con rồng phương đông với phần đầu màu vàng kim cực kỳ bắt mắt. Và bởi vì nó quá dài nên quá trình quay cũng hơi cực, mong các bạn thông cảm nhé. Ngọc cầu tiếp theo sẽ có một màu xanh hoàn toàn mới, Chòm sao Đại Hùng và Tiểu Hùng, Koguma và Oguma Sky Blue. Ngôi sao to lớn, giống như một chữ gấu nhỏ đang điều khiển một chiếc xe buggy vượt địa hình ngoài vũ trụ. Vũ trụ kết nối hợp nhất ngọc cầu Ryuteo với hai món vũ khí cực kỳ lực, kèm theo đó là một chiếc vương miện quá ưa là to lớn, hợp thể không chỉ ngầu mà còn hết sức oai nghiêm. Và Ryuteo cũng có thể sử dụng các voice khác để trở thành cánh tay vũ khí. Với Kyureno cũng vậy, đa dạng trong cánh giáp, thỏa sức sáng tạo với việc phối hợp nhiều loại hình cơ khí khác nhau và hơn cả, một series tràn đầy màu sắc.